Qua tại thành phố Lyon, Pháp, tập đoàn Carrefour và đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức khai mạc tuần hàng Việt Nam tại Pháp. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam-Pháp nhân dịp hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Phóng viên Nguyễn Mỹ Linh từ châu Âu sẽ thông tin chi tiết. Khác với những lần trước được tổ chức tại Paris, ở lần này, tuần hàng Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán được tổ chức tại thành phố Lyon, là thành phố lớn thứ ba của nước Pháp. Việc tổ chức tuần hàng Việt Nam tại Lyon nằm trong mục tiêu mở rộng sự quảng bá cho nông sản Việt Nam của nhà nhập khẩu Genty Food và tập đoàn Carrefour. Năm 2022, doanh số cho mặt hàng Việt Nam tại hệ thống siêu thị Carrefour của chúng tôi đã tăng trưởng gấp đôi. Điều này cho thấy khách hàng của chúng tôi yêu thích các sản phẩm của Việt Nam. Nhu cầu thị trường là có. Chúng tôi sẽ tổ chức nhiều sự kiện thương mại để đáp ứng nhu cầu này. Ngoài gạo với nhãn hiệu cơm Việt Nam Rice là mặt hàng mới của Việt Nam được Carrefour chọn nhập năm 2022, thì nhiều mặt hàng khác của Việt Nam cũng được giới thiệu. Sắp tới sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa và tôi nghĩ rằng đó là những cơ hội rất tốt cho hàng nông sản Việt Nam tận dụng thị trường Pháp cũng như thị trường châu Âu. Với những thế mạnh của mình, với những cái sự nổi tiếng của mình về ẩm thực, cũng như là những cái phong cách nấu nướng của người Việt Nam. Sau các mặt hàng khô và gạo, Carrefour khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu và dành thị phần cho hoa quả Việt Nam vốn đã được người tiêu dùng Pháp quan tâm.